top 10 cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất và được tham gia tại các câu lạc bộ lớn quốc tế. Top 10: Đặng Văn Lâm 1993. Top 9: Nguyễn Trọng Hoàng 1994. Top 8: Nguyễn Tuấn Anh 1995. Top 7: Vũ Văn Thanh 1995. Top 6: Bùi Tiến Dũng 1997. Top 5: Nguyễn Tiến Linh 1997. Top 4: Nguyễn Văn Toàn 1996. Top 3: Đoàn Văn Hậu 1999. Top 2: Nguyễn Công Phượng 1995. Top 1: Theo các bạn thì ai sẽ xứng đáng đứng vào vị trí top 1 cầu thủ xuất sắc nhất được tham dự nhiều câu lạc bộ lớn quốc tế?